Hãy tưởng tượng, các bạn đang trên một chuyến bay dài từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh vào một buổi tối đẹp trời. Bạn vẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục bay và sẵn sàng để tới Trung Hoa Đại Lục vào ngay sáng sớm hôm sau. Tuy nhiên, sẽ ra sao khi một ngày nào đó, thời gian bay bỗng diễn ra dài hơn dự kiến? Vào năm 2014, một chuyến bay của hãng hàng không Malaysia đã có hành trình dài đến hơn 9 năm tính thế này. Đó chính là câu chuyện của MH370, chiếc máy bay mất tích đầy bí ẩn. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra, rất nhiều cuộc tìm kiếm quy mô lớn, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Chiếc máy bay đã gặp phải tai nạn và rơi xuống đại dương sâu thẳm. Hay một thế lực khủng bố nào đó đã đứng sau gián tiếp gây ra vụ mất tích. Mọi thứ rơi vào bế tắc, còn thế giới và thân nhân của hành khách phải khóc thương cho chiếc máy bay xấu số. Sự kiện này đã diễn ra như thế nào? Các giả thuyết nào được đưa ra để giải thích cho vụ mất tích bí ẩn này? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video Điều gì đã xảy ra với MH370? Trước khi bắt đầu, rất mong khán giả có thể dừng lại một vài giây, bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ ekip và không bỏ lỡ những sản phẩm chất lượng tiếp theo của Vũ trụ Nguyên Thủy. Còn bây giờ quay trở lại với nội dung chính. Ngày 9 tháng 3 năm 2014, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, một chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines khởi hành vào lúc 0 giờ 41 phút sáng và dự kiến sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Dẫn đầu chính là cơ trưởng Zahari Ahmad Shah, khi ấy 53 tuổi. Ông là một trong những phi công cao cấp và được kính trọng bậc nhất của hãng hàng không Malaysia. Bên cạnh đó còn có cơ phó Farid Hamid, 27 tuổi. Anh chàng này chỉ còn một chuyến bay huấn luyện nữa thì sẽ được cấp chứng chỉ đầy đủ mà anh hằng mong ước. Họ dẫn đầu một phi hành đoàn gồm 10 tiếp viên và tất cả đều là người Malaysia. Ngoài ra còn có thêm 227 hành khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau và phần lớn là người Trung Quốc. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng bình thường từ quá trình thực hiện thủ tục bay cho tới khi cất cánh. Trong 40 phút bay đầu tiên, không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra. Lúc 1 giờ 19 phút, MH370 đi đến điểm cuối của không phận Malaysia. Đài kiểm soát không lưu ở đất nước này thông báo bàn giao chuyến bay cho đài kiểm soát không lưu ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bản thân cơ trưởng còn trả lời lại bằng câu chúc ngủ ngon mà quên mất rằng không nhắc lại tần số. Tuy nhiên, đây không phải là điều gì bất thường cả. Những tưởng rằng chuyến bay sẽ suôn sẻ đi qua Việt Nam và đến Bắc Kinh theo đúng lịch trình. Thế nhưng, phần tiếp theo lại là lịch sử. Không ai ngờ được rằng lời chúc ngủ ngon của cơ trưởng lại là tín hiệu cuối cùng mà người ta nghe thấy từ chuyến bay. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. Sau vài giây sau khi bay vào không phận Việt Nam, MH370 biến mất khỏi màn hình radar. Không quá khó để nhận ra rằng đây chắc chắn là một dấu hiệu chẳng lành. Các nhân viên của đài kiểm soát không lưu đã nỗ lực liên lạc với chiếc máy bay nhưng đều không nhận được tín hiệu hồi đáp. Lúc này người ta phải sử dụng radar quân sự để tìm kiếm vị trí của MH370. Thật kỳ lạ, chiếc máy bay đã đột ngột rẽ khỏi hướng Đông Bắc theo lộ trình tới Bắc Kinh để hướng về phía Tây, băng qua bán đảo Mã Lai, đi về phía Ấn Độ Dương. Cứ như thế, MH370 rời khỏi phạm vi của radar quân sự lúc 2 giờ 20 phút sáng. Chỉ 1 giờ sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã mất liên lạc hoàn toàn với kiểm soát viên không lưu. Những gì xảy ra sau đó là sự hoang mang kéo dài của đài kiểm soát không lưu cũng như hãng hàng không. Tin tức chuyến bay MH370 mất tích một cách bí ẩn đã lan truyền nhanh chóng. Giới chức trách tức tốc tìm kiếm chiếc máy bay bằng mọi cách, trong khi người thân của các hành khách đang chờ đợi mỏi mòn ở Bắc Kinh. Họ không thể ngờ rằng thành viên trong gia đình của mình đã không thể về nhà được nữa. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Liệu rằng sẽ có một cuộc tìm kiếm quy mô quốc tế được diễn ra hay không? Thực sự, MH370 đã đi đâu?
Ngay khi nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, các cuộc tìm kiếm đã được thực hiện. Theo các báo cáo ghi lại, vị trí cuối cùng được biết xác định của máy bay là 120 hải lý ngoài khơi bờ biển phía đông thị trấn Kota Baru, Malaysia. Điều kiện thời tiết của ngày hôm ấy vô cùng tốt, nhưng máy bay lại biến mất mà không có bất cứ cảnh báo hoặc tín hiệu cấp cứu nào. Thật kỳ lạ, bằng cách nào đó mà con chim sắt khổng lồ MH370 đã biến mất. Malaysia đã kết hợp với Việt Nam để tiến hành một loạt nhiệm vụ tìm kiếm cũng như cứu nạn chung cho chuyến bay mất tích này. Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng lên 50 hải lý từ vị trí xác định cuối cùng của máy bay, bao gồm cả eo biển Malacca. Rất nhiều quốc gia khác cũng đã tham gia chiến dịch tìm kiếm này như là Mỹ, Singapore, Philippines. Đặc biệt là Trung Quốc, đất nước có nhiều nạn nhân nhất trong chuyến bay này. Không có được một dấu hiệu nào của MH370. Chính vì thế, khu vực tìm kiếm đã được mở rộng thêm. Chính phủ Malaysia khi ấy quyết định tăng lên 100 hải lý cho phạm vi tìm kiếm để bao phủ một vùng rộng lớn hơn của vịnh Thái Lan giữa Malaysia và Việt Nam. Những tuần sau khi MH370 biến mất, các cuộc tìm kiếm tập trung ở vùng biển Đông Nam Á và một cuộc điều tra về vụ mất tích đã được mở. Giới chức trách Malaysia đã khẳng định máy bay vẫn tiếp tục bay trong vài giờ sau khi mất liên lạc với kiểm soát không lưu. Có thể rằng, chiếc máy bay đã đi dọc theo một trong hai vòng cung kéo dài về phía Tây Bắc của Trung Á và phía Tây Nam của Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, vòng cung phía Tây Bắc đã bị loại trừ do không có đủ chứng cứ. Trọng tâm cuộc tìm kiếm được chuyển sang một khu vực xa xôi hơn, không liên quan đến đường bay từ Malaysia đến Bắc Kinh. Đó chính là Nam Ấn Độ Dương. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, một cuộc tìm kiếm trên khu vực này đã được thực hiện do Australia dẫn đầu. Tuy nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào của một vụ rơi máy bay, không có một mảnh vỡ nào được tìm thấy. Tất cả đều rơi vào tuyệt vọng. Chỉ chưa đến một tuần sau, ngày 24 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Malaysia thông báo rằng chuyến bay MH370 đã kết thúc ở Nam Ấn Độ Dương mà không có ai sống sót. Kết luận này đã khiến cho rất nhiều người phẫn nộ, nhất là người thân của các hành khách và phi hành đoàn. Nhưng với áp lực của dư luận và thân nhân của các nạn nhân trên MH370, rất nhiều cuộc tìm kiếm khác đã được diễn ra với sự tham gia của nhiều tổ chức và quốc gia. 6 tháng sau vụ mất tích bí ẩn, Cục An toàn Giao thông Australia đã tổ chức một cuộc tìm kiếm dưới biển Ấn Độ Dương. Tổ chức đã huy động tất cả phương tiện dò tìm tối tân nhất khi ấy, kể cả tàu ngầm robot tự hành để dò đáy đại dương. Tháng 4 năm 2015, ba nước là Australia, Trung Quốc và Malaysia đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm 60.000 km2, nâng tổng diện tích tìm kiếm lên tới 120.000 km2. Khu vực tìm kiếm được tập trung nhiều về Nam Ấn Độ Dương, dọc theo cung số 7 nằm ngoài khơi Tây Nam Australia, cách bờ biển 2.500 km, kéo dài xuống đến khu vực giữa vĩ tuyến 33 và 36 độ Nam. Cục An toàn Giao thông Australia dựa theo lý thuyết thả trôi để tìm kiếm chiếc máy bay xổ số. Phương pháp này dựa vào sự điều khiển của phi công, chiếc máy bay có thể lướt trôi trên không thêm 100 hải lý sau khi hết nhiên liệu. Tuy nhiên, lập luận này lại mâu thuẫn với dữ liệu vệ tinh Inmarsat đưa ra giả thuyết rằng, vào thời điểm rơi, chiếc máy bay đâm đầu xuống với tốc độ 4.570 m/s. Rốt cuộc, những nỗ lực tìm kiếm trong phạm vi 120.000 km2 này đã không mang lại dấu vết gì về MH370 cả. Cuộc tìm kiếm này đã gây tốn kém chi phí lên tới 180 triệu đô Australia, trong đó Trung Quốc đóng góp 20 triệu đô Australia. Tưởng chừng mọi thứ đã rơi vào bể tắc, thì có một phát hiện mang lại không ít hy vọng cho đội tìm kiếm cũng như người thân của các nạn nhân. Những mẫu vật nghi là xác của MH370 được phát hiện trôi dạt vào đảo Reunion và bờ biển Đông Phi. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn về tính đúng đắn của việc xác định khu vực tìm kiếm. Nhưng các mẫu vật vớt lại được không nhiều, nhưng cũng đủ để mang lại hy vọng mong manh cho cả thế giới khi ấy. Qua nghiên cứu, các chuyên gia của Pháp và Malaysia đã khẳng định đó là một phần cánh và nội thất của MH370. Lãnh đạo của ba quốc gia then chốt đã rất lạc quan về khả năng tìm thấy xác của chiếc MH370 trong khu vực Nam Ấn Độ Dương. Các mẫu vật cũng được đem đi kiểm tra, xét nghiệm
để xác định có phải của những hành khách trên chuyến bay hay không. Tuy nhiên, không có quá nhiều chứng cứ để chứng minh được chúng thuộc về chuyến bay xấu số MH370. Vì thế, sự mong mỏi của thân nhân các hành khách trên chuyến bay tiếp tục kéo dài thêm dài, ngày càng trở nên vô vọng. Các phương án tìm kiếm cũng được thay đổi để nhanh chóng xác định vị trí thực sự của máy bay. Australia, Malaysia cùng Trung Quốc và các quốc gia liên quan đã thống nhất quyết định triển khai cuộc tìm kiếm dưới mặt nước trong lòng đại dương. Tuy nhiên, để thực hiện được thì phải giải được một bài toán cực kỳ khó. Đó chính là làm thế nào để xác định được khu vực chiếc máy bay gặp tai nạn. Điều này phải căn cứ vào thời điểm chuyển hướng bay và cự ly bay cho đến khi hết nhiên liệu. Thực sự quá khó khăn khi cả hai yếu tố đó đều rất mơ hồ và thiếu bằng chứng xác thực. Trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 này, một nhóm tên là Independent Group cũng đã tham gia. Đây là một mạng lưới khoảng 20 người, bao gồm cả phi công, nhà khoa học, kỹ sư và các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ tập hợp lại với nhau bằng mối quan tâm chung là giải mã bí ẩn hàng không lớn nhất lịch sử nhân loại này. Trong hơn 2 năm rưỡi tìm kiếm, Independent Group đã vài lần phối hợp với Cục An toàn Giao thông Australia trong công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, hai tổ chức này đã bất đồng quan điểm cho việc đánh giá thời điểm chiếc MH370 ngoặt về phương Nam. Đã có những tranh cãi nổ ra. Có rất nhiều giả thuyết, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Những cuộc tìm kiếm với quy mô và chi phí cực lớn ấy đã thất bại hoàn toàn. Không một ai có thể khẳng định được rằng MH370 đang ở đâu. Tại sao lại như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này không phải là chuyện dễ, bởi phạm vi tìm kiếm có giới hạn trong môi trường không gian rộng bao la. Tuy nhiên, trong các hoạt động tìm kiếm có những thiếu sót không thể tính trước. Không một ai có thể khẳng định đâu là nguyên nhân chính dẫn đến những thất bại ấy vì sự bao la rộng lớn của Ấn Độ Dương. Nhưng trong một chừng mực nào đó, người ta vẫn có thể cho rằng cơ quan tìm kiếm của Cục An toàn Giao thông Australia và nước chủ quản Malaysia có những thiếu sót. Bộ trưởng Giao thông Australia khi đó, ông Darren Chester, cho rằng nỗ lực của con người là có giới hạn trong một cuộc tìm kiếm được cho là thử thách năng lực, trình độ và khoa học công nghệ này. Bản thân ông cũng đã thừa nhận, trong tình hình dữ liệu hạn chế ở những tháng đầu khi máy bay mất tích, cơ quan điều phối tìm kiếm đã mắc một số sai lầm trong việc xác định hướng máy bay rơi. Điều này đã gây mất thời gian và đánh mất cơ hội tìm thấy các mẫu vật và dữ liệu có ý nghĩa. Bên cạnh đó, sự chậm trễ trong hợp tác cũng như thái độ giữ bí mật thông tin tuyệt đối của chính phủ Malaysia cũng đã khiến cuộc tìm kiếm không được hiệu quả. Đúng vậy, phía quốc gia chủ quản đã không muốn chia sẻ dữ liệu về chiếc máy bay xấu số MH370. Nó không chỉ khiến các nước tham gia cuộc tìm kiếm bất bình, mà thân nhân của hành khách cũng trở nên phẫn nộ. Họ đã tạo ra các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ công bố đầy đủ thông tin để những nạn nhân có cơ hội được tìm thấy. Phải nói rằng, đó là khoảng thời gian cực kỳ khủng hoảng và áp lực đối với Malaysia cũng như các nước tham gia chiến dịch này. Tuy nhiên, bí ẩn vẫn mãi là bí ẩn, không có bất cứ một lời giải thích nào cho vụ mất tích máy bay này. Nhưng làm thế nào để một chiếc máy bay cỡ lớn như MH370 lại biến mất mà không hề để lại dấu vết như thế? Nếu nó thực sự rơi xuống biển, thì các mảnh vỡ và hộp đen phải được tìm thấy chứ? Rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra. Mỗi một giả thuyết đều có được những lập luận nhất định, nhưng nhìn chung đều thiếu đi tính xác thực. Đâu là nguyên nhân khiến MH370 gặp nạn và trở thành bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không nhân loại? Mọi nghi ngờ ban đầu đều đổ dồn lên cơ trưởng của chuyến bay xấu số. Ông Zahari Amasa được cho là cố tình điều khiển chiếc máy bay gây ra tai nạn để tự sát cùng với các hành khách và phi hành đoàn. Theo báo cáo của tờ The Atlantic, cơ trưởng đã phát tín hiệu cho chiếc máy bay để chứng lại ở mức hơn 10.000 mét. Một chuyên gia hàng không cũng đưa ra nhiều suy luận với giả thuyết này. Ông William Langwiche cho rằng, có thể cơ trưởng Sa đã chiếm quyền điều khiển máy bay và cố ý mang tất cả hành khách cùng phi hành đoàn trên đó cùng mình tự sát. Sa có thể đã hạ áp suất đột ngột, tăng độ cao máy bay lên hơn 12.000 mét. Điều này gây ra tình trạng những người trong cabin sẽ bị mất sức trong vài phút rồi bất tỉnh. Cuối cùng là tử vong mà không hề có hiện tượng nghẹt thở, thở dốc. Nguyên nhân là do hệ thống mặt nạ dưỡng khí không thể sử dụng trong thời gian dài. Khi áp suất tăng hoặc giảm đột ngột,
mặt nạ sẽ được kích hoạt để cho hành khách hít thở. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng trong vòng 15 phút khi máy bay ở độ cao khoảng 4.000m. Trong trường hợp độ cao đã lên tới 12.000m thì biện pháp dự phòng này hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nó đồng nghĩa rằng các hành khách và phi hành đoàn sẽ tử vong trước khi máy bay đâm xuống biển. MH370 đã biến thành một chiếc máy bay chở đầy tử thi. Nhưng chỉ có một người duy nhất không phải chịu cảnh thiếu khí đến chết này. Đó chính là cơ trưởng. Ông ta hoàn toàn có thể sử dụng mặt nạ cung cấp oxy trong nhiều giờ mà bình tĩnh điều khiển máy bay trong buồng lái. Ngoài ra, trước khi MH370 cất cánh, cơ trưởng là người yêu cầu tiếp nhiên liệu cho máy bay. Thời gian bay dự kiến từ Kuala Lumpur chỉ là 5 tiếng 37 phút. Thế nhưng Sa lại yêu cầu đủ nhiên liệu cho 7 tiếng 31 phút, tức là máy bay có thể bay thêm 2 tiếng nữa. Điều này cho phép cơ trưởng Sa có thể bay đến những khu vực hẻo lánh nhất ở Ấn Độ Dương. Tại sao Sa phải yêu cầu nạp thêm nhiên liệu nếu như không có ý định lái chiếc máy bay đến một khu vực khác mà tự sát chứ? Một chi tiết khác được phát hiện khiến cho càng có nhiều người tin vào giả thuyết này hơn. Cơ trưởng Sa là người ủng hộ phe đối lập Malaysia và có quen biết với lãnh đạo Anwar Ibrahim. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi MH370 cất cánh, Ibrahim đã bị kết án 5 năm tù. Dễ dàng suy đoán được, có thể điều này đã thôi thúc phi công Sa hành động. Các thông tin cho rằng, MH370 đã bay vòng vòng trong khoảng 22 phút để đàm phán thả Ibrahim. Dường như hai bên đã không đạt được thỏa thuận, nên cơ trưởng đã quyết định lái máy bay đến phần xa nhất của Nam Ấn Độ Dương. Người ta còn tìm thấy ở nhà riêng của cơ trưởng một bộ mô phỏng chuyến bay. Nó sẽ là một điều vô cùng bình thường với các phi công để rèn luyện kỹ năng. Những bộ mô phỏng của Sa lại từng được dùng để vẽ sơ đồ đường bay đến Nam Ấn Độ Dương. Điều này chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Thông tin từ bộ mô phỏng cho thấy khả năng chính cơ trưởng đã vạch ra kế hoạch tự sát. Tuy nhiên, điều này vẫn bị cho là chưa đủ thuyết phục để khẳng định được những gì đã xảy ra vào đêm máy bay mất tích. Tony Abbott, cựu thủ tướng Australia cũng cho biết thêm. Quan chức hàng đầu Malaysia tin rằng MH370 biến mất do phi công lao máy bay tự sát. Phản ứng trước bình luận của Abbott, thủ tướng Malaysia khi ấy là Najib Razak đã lên tiếng phủ nhận. Ông đồng tình rằng giới chức Malaysia đã từng xem xét tới khả năng này, nhưng không công khai quan điểm một cách chính thức. Bởi lẽ, nó sẽ không công bằng và vô trách nhiệm về mặt pháp lý khi hộp đen và ghi âm buồng lái chưa được tìm thấy. Dù hai bên có tranh cãi như thế nào, thì Sa vẫn luôn là nghi phạm lớn nhất cho vụ mất tích máy bay này. Mặc dù vậy, nhận định cho rằng cơ trưởng là thủ phạm chính lại nhận được một số chỉ trích từ phía dư luận. Có ý kiến cho rằng cơ trưởng đang là một người đàn ông ở đỉnh cao của thành công trong sự nghiệp. Với số giờ bay lên đến 18.000 giờ, ông không hề có bất cứ vấn đề gì về đời sống hay tài chính, ngoại trừ cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một người tài năng như thế, không có lý do gì lại tự sát và cố kéo theo nhiều người khác cả. Cho tới ngày nay, đây vẫn là một giả thuyết không thể khẳng định chắc chắn, nhưng nhiều người vẫn tin rằng còn khả năng ai đó đã cố tình thay đổi đường bay. Liệu rằng có phải cơ trưởng Sa đã thực hiện quyết định khủng khiếp ấy không? Khi giả thuyết phi công tự sát không có đủ bằng chứng, thì người ta lại nghĩ đến một khả năng khác. Một phi công đã chia sẻ suy nghĩ của mình với trang Wired. Chris Goodfellow, người đã có tới hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, ông cho rằng có thể lửa đã bốc lên từ trong buồng lái do chập điện. Trong trường hợp này, phản ứng đầu tiên của phi công là ngắt các cầu nối mạch điện cho đến khi cô lập được mạch điện bị chập. Khi ấy, máy bay sẽ ngừng truyền dữ liệu về đài kiểm soát không lưu. Có thể đã có một vụ hỏa hoạn trong buồng lái của MH370 gây nên một tai nạn nghiêm trọng đến mức các phi công phải tập trung toàn bộ sức lực vào việc kiểm soát máy bay. Do đó, việc liên hệ với đài kiểm soát không lưu không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Nếu điều này thực sự xảy ra, thì rất dễ giải thích cho việc máy bay đột ngột thay đổi đường bay thay vì đến Bắc Kinh theo đúng lịch trình. Trong lúc hoảng loạn, cơ trưởng Sa đã quyết định tìm đến sân bay gần nhất để hạ cánh. Goodfellow cũng khẳng định thêm, các phi công có kinh nghiệm luôn biết rõ đâu là sân bay gần nhất trên tuyến đường để hạ cánh khẩn cấp. Các phi công cũng có thể tăng độ cao máy bay lên 13.000m
nơi mật độ oxy ngoài không khí thấp nhất để dập ngọn lửa. Thế nhưng ở độ cao này, rất khó để giữ máy bay được ổn định, dù cơ trưởng đã rất thành thạo trong việc điều khiển. Do đó, mà khả năng máy bay bị khựng lại là có thể xảy ra. Điều này khiến cho khói trong buồng lái khiến phi công ngất đi và máy bay cứ thế tiếp tục bay cho tới khi hết nhiên liệu và rơi xuống Nam Ấn Độ Dương. Nếu như đây là sự thật, thì cơ trưởng Shah đã cố gắng cứu mọi người nhưng không đủ thời gian mà thôi. Nhưng khoan đã, lập luận này nghe có vẻ hợp lý, tuy nhiên vẫn chưa thuyết phục được cho lắm. Nó không hề giải thích được tại sao cơ trưởng lại yêu cầu nạp thêm nhiên liệu cho máy bay. Thậm chí vào năm 2014, giá thành nhiên liệu khá cao nên máy bay chỉ được mang theo một lượng đủ dùng mà thôi. Và chính Goodfellow cũng không tìm ra bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào để khẳng định cho giả thuyết của mình. Do lỗ hổng này mà giả thuyết hỏa hoạn trong buồng lái vẫn nhận phải một số ý kiến trái chiều. Nếu không phải cơ trưởng tự sát hay hỏa hoạn xảy ra, thì nguyên nhân có thể do đâu? Vào thời điểm khi ấy, trường hợp MH370 bị khủng bố tấn công cũng không hề bị loại trừ. Các quan chức Malaysia cho biết, họ đã điều tra và phát hiện ra có hai hành khách kỳ lạ đã sử dụng hộ chiếu đánh cắp. Hai người này đã mua vé máy bay thông qua hãng hàng không China Southern Airlines, một hãng cùng chia sẻ đường bay với Malaysia. Họ đã dùng giấy tờ của một người có quốc tịch Áo và một người có quốc tịch Ý. Chủ nhân của hai chiếc hộ chiếu Áo và Ý ấy đã từng nói rằng bị đánh cắp ở Thái Lan từ năm 2012 và họ đã nhờ cảnh sát điều tra. Thông thường chỉ có những kẻ buôn lậu hoặc nhập cư bất hợp pháp thì mới sử dụng giấy tờ tùy thân giả. Tuy nhiên nếu khẳng định rằng hai hành khách sử dụng hộ chiếu giả ấy là tội phạm khủng bố thì vẫn chưa có đủ căn cứ. Họ có thể là trộm cắp hoặc đơn thuần chỉ mua hộ chiếu ở chợ đen. Cựu thành viên Hội đồng An toàn Thông tin Quốc gia Mỹ tham gia vào phi vụ tìm kiếm này cũng chia sẻ một vài thông tin. Phi công không thể thực hiện được cuộc gọi khẩn cấp, chứng tỏ máy bay đã có thể bị nổ do giảm áp suất, hoặc có thể bị phá hủy bởi một thiết bị nổ. Sự việc ấy chắc hẳn phải diễn ra rất nhanh nên mới không thể liên lạc được. Có thể rằng đã có một tổ chức hoặc nhóm người nào đó đã giành quyền kiểm soát máy bay, buộc MH370 phải đâm xuống Nam Ấn Độ Dương. Kết hợp với việc cơ trưởng yêu cầu nạp thêm nhiên liệu cho hơn 2 tiếng bay nữa, thì nhiều người tin rằng tất cả đều đã có kế hoạch từ trước. Nó có nhiều nét tương đồng với một vụ khủng bố năm 2006, khi kẻ khủng bố đã muốn hạ thấp máy bay ở Đại Tây Dương bằng cách sử dụng chất nổ lỏng. Thật khó để mọi người không nghĩ tới giả thuyết này. Theo một bản báo cáo năm 2012 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Malaysia là một quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khủng bố. Đất nước này được xem là trung tâm chuyển tiếp và lên kế hoạch khủng bố. Tuy nhiên, Malaysia lại chưa từng bị khủng bố nghiêm trọng trong những năm khi ấy. Một số khác ghi nhận rằng, việc máy bay biến mất vào thời điểm vừa kết thúc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh. Thời điểm này, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với lo ngại khủng bố gia tăng. Nên cũng có thể suy nghĩ rằng, đã có người nào đó lên kế hoạch khủng bố chuyến bay mà hành khách trên đó chủ yếu là người Trung Quốc. Thế nhưng, vẫn không có liên hệ nào về khủng bố chính thức được đưa ra và không có tổ chức nào nhận trách nhiệm đối với vụ việc MH370. Chính vì thế, khả năng chiếc máy bay xấu số này có bị tấn công khủng bố vẫn chỉ là lời phỏng đoán. Các lập luận theo khoa học không đủ để làm tất cả mọi người hài lòng. Và rồi như một lẽ tự nhiên, không ít những suy đoán mang tính huyền bí hơn về MH370 ra đời. Nếu như nhìn theo một phương tiện tích cực, nhiều người tin rằng MH370 đã rơi vào một lỗ hổng thời gian. Tại sao lại nói là tích cực? Bởi lẽ trong quá khứ đã từng xuất hiện một câu chuyện máy bay mất tích và trở về sau 37 năm từ thời điểm nó mất tích. Đúng vậy, đó là câu chuyện về một chuyến bay từ New York năm 1955 đến Miami nhưng lại đáp xuống sân bay Venezuela vào năm 1992. Người đàn ông này được cho là nhân chứng duy nhất cho vụ việc kỳ lạ trên. Joan de la Cote. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1992, John đang ngồi làm việc trong tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Caracas như thường lệ. Bỗng nhiên, một chiếc máy bay DC-4 của hãng Pan American hạ cánh xuống sân bay và liên lạc với John để được hỗ trợ. Lúc này, ông vẫn chưa nhận ra được bất cứ điều gì kỳ lạ. Nhưng khi đã giao tiếp với phi công, John đã cực kỳ ngỡ ngàng. Phi cơ này có số hiệu 914.
đang trên đường từ New York đến Miami và đã đi được 2 tiếng. Trên đó còn có 57 hành khách cùng với 4 người trong phi hành đoàn. Thế nhưng máy bay không hề xuất hiện trên màn hình radar. Nhìn xuống đường băng, ông lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Vẻ ngoài của chiếc máy bay đã khá cũ, là loại từng thông dụng trong giai đoạn 1930-1940. Cả Miami và New York đều cách Venezuela rất xa, khoảng 1.600 dặm. Chính vì thế, John lo lắng rằng chiếc máy bay đã đi lạc đường. Về phía phi công trên chuyến bay 914, khi nghe tới tên sân bay là Caracas, thì vô cùng hốt hoảng mà khẳng định lại. Máy bay dự kiến hạ cánh tại Miami lúc 9:05 ngày 2 tháng 7 năm 1955. John tiếp tục nhận ra có quá nhiều điều bất ổn ở đây. Ông cũng thông báo rằng đây là sân bay quốc tế tại thủ đô Caracas, Venezuela, và ngày hôm đó là ngày 21 tháng 5 năm 1992. Khi nhân viên sân bay bắt đầu tiếp cận chiếc máy bay đến từ năm 1955, thì phi công đã từ chối và lựa chọn sẽ rời khỏi đây. Mọi người khi ấy đều kể lại rằng họ còn trông thấy các hành khách trên chuyến bay 914 áp sát mặt vào cửa sổ, nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò. Vụ việc kỳ lạ này đã được nhân viên kiểm soát không lưu Venezuela nộp lên lãnh đạo sân bay. Một cuộc điều tra đã được mở ra, nhưng mọi vấn đề đều rơi vào ngõ cụt và không có bất cứ bằng chứng nào được tìm thấy. Đến nay, vẫn không ai biết chiếc máy bay đó đến từ đâu. Liệu có thực sự nó đã mất tích vào năm 1955 và xuyên qua lỗ hổng thời gian để tới năm 1992 hay không? Nhiều người vẫn đặt câu hỏi, đây là chuyện hoang đường hay thực sự đã xảy ra tại Venezuela? Câu chuyện máy bay xuyên không này phần nào đấy cũng đã giúp chúng ta suy nghĩ về một điều tích cực hơn. Một ngày nào đó, chiếc máy bay MH370 bỗng nhiên xuất hiện ở không phận một quốc gia nào đó với đầy đủ hành khách và phi hành đoàn thì sao? Mọi người đều ổn, được quay về và đoàn tụ với gia đình và người thân. Và chiếc máy bay cũng không hề gặp phải vấn đề gì, không bị rơi xuống biển. Khi ấy, bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không nhân loại sẽ được làm sáng tỏ. Cái kết này vẫn đẹp hơn nhiều so với những giả thuyết được lý giải bằng khoa học trên. Đã 9 năm trôi qua, thông tin về chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 vẫn còn quá mơ hồ. Xác của máy bay không được tìm thấy, số phận của các nạn nhân trở thành dấu hỏi bí ẩn lớn nhất của lịch sử ngành hàng không nhân loại. Người nhà của các hành khách và phi hành đoàn đã phải chịu đựng những nỗi đau không tả. Hơn ai hết, họ lo lắng, bàng hoàng rồi hoảng hốt khi phải chứng kiến những thân nhân của họ mất tích mà không thể làm gì. Hy vọng rồi lại rơi vào hụt hẫng, thất vọng rồi lại lo sợ. Hàng nghìn cung bậc cảm xúc cứ dày vò người thân, bạn bè của các nạn nhân. Tuy nhiên có một nỗi sợ lớn hơn trong lòng họ cũng như nhiều người khác nữa trên thế giới. Đó là MH370 rồi sẽ dần rơi vào lãng quên và không còn ai nhắc tới chuyến bay xấu số này nữa. Dư luận thế giới đã, đang và sẽ vượt qua đau thương. Mối quan tâm của nhân loại không còn dành cho MH370 nữa. Chỉ còn họ, những người thân vẫn đang chờ đợi các nạn nhân trong vô vọng. Người đàn ông này đã phải trải qua nỗi đau, nỗi mất mát tột cùng ấy. Đó chính là Gilles Wachelos, một kỹ sư người Pháp. Vợ cùng với 2 trong số 3 người con của ông được cho là đã thiệt mạng cùng với các hành khách khác trên chuyến bay MH370. Giống như các gia đình của nạn nhân khác, Ghislain không biết vợ con mình ra sao. Bởi lẽ không có bất cứ một hiện vật nào để xác nhận cái chết, không một thi thể được phát hiện. Trong một thời gian dài, Ghislain sống dựa trên niềm tin vào chính phủ, những cuộc tìm kiếm. Ông từng hy vọng rằng chiếc máy bay có thể hạ cánh khẩn cấp ở một trong 16.000 hòn đảo không người Indonesia, hoặc đã bị bắt làm con tin ở một nơi nào đó. Tuy nhiên ông cũng phải chấp nhận rằng bản thân dường như không còn cơ hội để gặp lại vợ cùng các con nữa. Hơn hết, ông còn cảm thấy lo sợ hơn bởi sự im lặng của dư luận. Mọi chuyện đã trở thành quá khứ và không ai muốn nhắc lại vụ mất tích vừa bí ẩn mà cũng rất đau lòng này. Thế giới bỏ qua quá khứ để tiếp tục bước đi, nhưng với những người như Ghislain thì sự sợ hãi và nỗi đau không thể nào vơi đi nổi. Đến cuối cùng, MH370 vẫn không thể được tìm thấy. Dù đã có nhiều giả thuyết cũng như nhiều chuyên gia vào cuộc, mọi nỗ lực và cố gắng của nhân loại cùng với sự tiên tiến của công nghệ đã không mang lại thành quả.
chiếc máy bay xấu số cùng với 239 người như bốc hơi khỏi thế giới. Có thể chính cơ trưởng đã kéo theo hành khách tự sát. Có thể đã có một vụ khủng bố xảy ra buộc MH370 phải đâm xuống Nam Ấn Độ Dương. Hay chiếc máy bay đã đi lạc vào một lỗ hổng thời gian và sẽ trở về trong một ngày nào đó. Số phận của chiếc máy bay Malaysia này ra sao? Chắc chắn tùy thuộc vào suy nghĩ, quan điểm của các bạn. Tôi và bạn, cũng như người nhà của nạn nhân, luôn mong chờ một ngày bí ẩn này sẽ được giải mã. Cuối cùng, rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Vũ Trụ Nguyên Thủy. Chúc mọi người có một ngày tốt lành bên gia đình.